Trúc Như xin kính chào quý vị khán giả của đài SPTN. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là các tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SPTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Tiểu bang Massachusetts đạt thêm 6.900 công việc trong tháng 3, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4.4%. Tin từ Boston, kính thưa quý vị, theo con số ước tính sơ khởi, tháng 3 là một tháng tốt cho thị trường lao động trong tiểu bang Massachusetts. Báo cáo hàng tháng của tiểu bang vừa đưa ra cho thấy, tiểu bang Massachusetts đã đạt được thêm 6.900 việc làm trong tháng 3. Lực lượng lao động tiểu bang, những công nhân đang có việc làm hoặc đang tìm việc làm đã tăng lên 11.500 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4.4%. Sở trưởng Sở Lao động và Phát triển Lực lượng Lao động ông Ronald Walker nói trong một bản tuyên bố rằng: "Chúng tôi thấy rất vui khi nhìn thấy tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm và lực lượng lao động đang tăng." Tỷ lệ thất nghiệp trong tiểu bang Massachusetts tiếp tục thấp so với tỷ lệ trên toàn quốc, hiện nay nằm ở mức 5%. Một em học sinh tại Northboro được mời tham dự hội nghị khoa học tại Tòa Bạch Ốc. Kính thưa quý vị, vào ngày thứ Tư, ngày 13 tháng 4 vừa qua, chính quyền Obama đã tổ chức hội nghị khoa học hàng năm lần thứ 6 tại Tòa Bạch Ốc dành cho học sinh. Trong số 130 em học sinh được tuyển đến tham dự hội nghị và triển lãm sáng kiến của mình, có một em đến từ thành phố Northboro thuộc tiểu bang Massachusetts. Em Yashawini Makaram, 17 tuổi, đang học lớp 12 tại trường Massachusetts Academy of Math and Science. Em đã thiết kế một ứng dụng để bảo vệ an ninh cho loại điện thoại smartphone. Ứng dụng này có thể xác định căn cứ chủ nhân của điện thoại qua cách người sử dụng bắt điện thoại. Ứng dụng này có thể đoán đúng 85% là người bắt điện thoại có phải đúng là chủ nhân của điện thoại hay không. Em đã được nhận vào trường Đại học Massachusetts Institute of Technology và sẽ nhập học vào năm học tới đây. Hội nghị khoa học này đã được bắt đầu từ năm 2010 với mục đích là chuẩn bị giới trẻ Hoa Kỳ cho những nghề nghiệp liên quan đến khoa học, công nghệ kỹ thuật và toán. Từ khi khởi đầu cho đến năm 2013, dự án tài trợ hơn 700 triệu Mỹ Kim để phát triển mục tiêu là đến 2021. Hơn 100.000 giáo viên sẽ được đào tạo giảng dạy các môn học này. Vận động viên về nhất của cuộc chạy đua Boston Marathon trao cúp chiến tích của mình cho Bobby Griff, từ thành phố Boston. Kính thưa quý vị, sau một ngày giành lấy chiếc cúp chiến tích về đích của cuộc chạy đua Boston Marathon, vận động viên cô Ashley Pacer đã trao chiếc cúp chiến tích của mình cho bà Bobby Griff. Bà Bobby Griff là người phụ nữ đầu tiên tham gia vào cuộc chạy đua Boston Marathon vào năm 1966. Cách đây 50 năm, dù lúc bấy giờ cuộc chạy đua không cho phép sự tham gia của phụ nữ. Vận động viên Ashley Pacer cho biết sau khi tham hiểu và biết những khó khăn mà bà Bobby Griff phải trải qua khi bà đã giấu mình trong bụi cây và đợi sau khi đoàn vận động viên chạy qua thì bà nhảy vào để cùng tham dự. Cô Pacer cũng dùng chiếc cúp của mình để vinh danh bà Griff về sự can đảm của bà. Và Griff cho biết bà sẽ bảo giữ chiếc cúp này trong vòng một năm sau. Đó, bà sẽ đích thân mang chiếc cúp này đến quê hương của vận động viên Pacer tại Ethiopia. Ngoài chiếc cúp chiến tích, vận động viên về đích của nam và nữ được nhận một ngân phiếu trị giá 150.000 Mỹ Kim do công ty tài chính John Hancock bảo trợ. Cả hai vận động viên về đích nam và nữ của cuộc chạy đua Boston Marathon năm nay đều đến từ Ethiopia. Số người lo ngại rằng ngân khoản tài chính dự trữ của tiểu bang quá ít. Tin từ thành phố Boston, kính thưa quý vị, một số người cho rằng ngân khoản tài chính dự trữ của tiểu bang hiện nay là quá ít nếu trong tương lai tiểu bang cần dùng đến. Các chuyên gia tài chính cho biết mức tiết kiệm của tiểu bang hiện nay vẫn chưa đủ dùng ngân khoản tài chính dự trữ của tiểu bang, hiện đang đứng đầu với trong danh sách 1.25 tỷ Mỹ Kim. Ông Doug Holgate, giám đốc điều hành của tổ chức nghiên cứu không đảng phái cho người dân đóng thuế tại Massachusetts cho biết, trong kỳ khủng hoảng kinh tế năm 2008, tiểu bang đã dựa vào ngân khoản tài chính dự trữ nhằm chi tiêu lúc cần thiết. Kinh tế hiện nay đang được củng cố từ từ và đây là thời gian mà tiểu bang cần phải gây dựng lại và tăng thêm vào quỹ tiết kiệm. Đặc biệt trong trường hợp khủng hoảng kinh tế thì tiểu bang sẽ bị rơi vào tình trạng thiếu hụt ngân khoản trầm trọng. Ngân khoản chi tiêu của tiểu bang ngày càng đi lên và mức thu nhập cũng tăng, nhưng quỹ tiết kiệm của tiểu bang lại không cân bằng, với con số khác ngược lại bị thấp hơn. Các chuyên gia tài chính cho biết, tiểu bang cần phải chuyển hết số tiền hiện nay vào quỹ tiết kiệm, và trong năm mới, số thu nhập từ vốn đầu tư cần phải đưa vào quỹ tiết kiệm trong trường hợp khẩn cấp, như chi tiêu cho việc quét dọn tuyết trong mùa đông. Trong những năm đầu của cuộc khủng hoảng kinh tế, cựu thống đốc Trevor Patrick và Quốc hội đã chi trên 1.5 tỷ Mỹ Kim trong ngân quỹ tiết kiệm. Và nếu trường hợp này xảy ra lại thì tiểu bang sẽ đi đến nguy cơ thiếu hụt trầm trọng. Dân biểu tiểu bang Brian Dempsey cho biết,
Dù kinh tế có mấy tệ thì ngân quỹ tiết kiệm không thể để rơi xuống thấp hơn 500 triệu Mỹ Kim. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Hai Nguyên, em đi đâu mà kiếm cái thùng bự vậy? Đây gửi tiền Việt Nam nè. Ủa đây có dịch vụ đó anh em? Chà, chị biết không, anh còn nhận tiền từ gửi từ Việt Nam sang đây nữa. Bằng hệ thống MoneyGram rất là an toàn và nhanh chóng, trong vòng 24 tiếng là nhận được rồi. Ủa còn chị đi đâu vậy? Chị đi trả bill nước, gas điện thoại cho mẹ chị. Ủa đây cũng làm dịch vụ đó nữa. Dạ, đây là dịch vụ mới đó em. Luôn cả money order em có thể mua ở đây được luôn. Vậy thôi em đi gửi đồ nghe chị đi. Chào tiêu. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây lớn nhất trong vùng New England do người Việt Nam làm chủ. Chúng tôi chuyên bán đầy đủ các loại thuốc tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam giao tận nhà trong vòng 24 tiếng với lệ phí thấp nhất. Dịch vụ trả tiền bill cho điện, nước, gas, v.v. Bán money order và chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ qua hệ thống MoneyGram. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin gọi 617-282-9800 cho mọi thắc mắc. Ủa chị Phương Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Ở đây nè. Trời ơi, đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ, bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa, lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ, thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter The Beauty Academy á em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cục xuống đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nailmart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nailmart 617-288-8999. Nailmart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail, tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Rochester trong khu vực Rochester do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. Hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Senior Home Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh số điện thoại 508-769-6968. Anh à, hôm nay cuối tuần mình đi đâu chơi được không? Anh có ý kiến này hay lắm, hay là mình đi lên một Hagen Sun đi, có đủ thứ món ăn cho em ăn, có show ca nhạc coi luôn. Em muốn đi coi show ca nhạc. Ok, hay là mình ra bắt bus đi đi, nó cũng có bus nữa. Ok, let's do it. Ok, để đi bay bus đi. Ok. Tiện lợi, thoải mái, tuyến đường xa bus đi đến Mohegan Sun sẽ mang lại cho quý vị nhiều niềm vui, hứa hẹn tràn đầy may mắn. Chỉ trả chi phí 13 Mỹ Kim, quý vị sẽ nhận được một package 20 Mỹ Kim cho tiền ăn và 40 Mỹ Kim giải trí. Xa bus của chúng tôi sẽ đưa đón quý khách tại các địa điểm vùng Rochester, ngay Fields Corner, vùng Boston, vùng Quincy, vùng Lowe và vùng Worcester. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc số điện thoại 617-657-9728.
Kính thưa quý vị, tại bệnh viện Cagni khi khẩn cấp, quý vị có thể hẹn và gặp bác sĩ ngay trong ngày. Dù bị bệnh hay chỉ khám tổng quát định kỳ, các bác sĩ đầy kinh nghiệm tại bệnh viện Cagni sẽ hết lòng chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình quý vị. Có bác sĩ nói tiếng Việt và thông dịch viên tại chỗ. Mọi dịch vụ chẩn bệnh, thử nghiệm và chuyên khoa đều có đủ tại bệnh viện Cagni. Đậu xe miễn phí. Muốn lấy hẹn xin gọi số 617-506-4952. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SBTN Boston. Sau đây là phần phóng sự cộng đồng của SBTN Boston. Anh xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Quý vị, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Quý vị, tất cả nhiều việc trên thế giới khi nhớ tới ngày này, chúng ta đều nhớ đó là ngày giỗ tổ của vua Hùng Vương. Và hôm nay, cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts cũng đã tổ chức ngày giỗ tổ để tưởng nhớ lại vua Hùng. Và Trường Giang có ghi nhận một số hình ảnh sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, cây có cội, nước có nguồn. Vì thế cho nên, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới có đông đúc cộng đồng người Việt sinh sống, thì nơi đó sẽ được các đại diện cộng đồng nỗ lực thực hiện tổ chức các buổi lễ duy trì truyền thống nhớ tổ nhớ tông để truyền lại cho thế hệ con em những trang sử dân tộc và nguồn cội của ông cha đã có công lập nước và dựng nước. Trong tinh thần đó, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại tiểu bang Massachusetts đã tổ chức buổi giỗ quốc tổ Hùng Vương nhằm mục đích gửi đến thế hệ sau một phần lịch sử của dân tộc để ghi nhớ công ơn tổ tiên đã có công giữ vững bờ cõi quê hương. Mở đầu cho buổi lễ giỗ tổ Hùng Vương là phần rước kiệu vua Hùng, được các bậc tiền bối trong cộng đồng trang nghiêm trong lễ phục truyền thống Việt Nam từng bước một đưa lên vị vua Hùng tiến về khán đài. Trong đó dẫn đầu đoàn kiệu là ông Chủ tịch và Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tị nạn Cộng sản tại tiểu bang Massachusetts và sau phần rước kiệu là phần chào cờ Việt Mỹ. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của một số đông của các hội đoàn và đồng hương trong cộng đồng có mặt trong ngày giỗ tổ hôm nay. Đại diện cho ban tổ chức ông Hải Phước Diệu, trưởng ban tổ chức chia sẻ với chúng tôi về ngày giỗ tổ như sau. Ngày giỗ tổ Hùng Vương là một trong những ngày lễ lớn của dân tộc mình, như là Hai Bà Trưng, giỗ tổ Hùng Vương và những ngày lễ khác. Thì cái mục đích của ngày lễ này là mình nên làm một cái gì đó cho dù rằng mình ở ngoài hải ngoại để mình tưởng nhớ đến sự làm thành nước của các bậc tổ tiên của chúng ta.
Và đồng thời mình cũng dùng cái cơ hội này để mình giáo dục con cái của mình, những cái thế hệ lớn lên bên này không biết nhiều về lịch sử Việt Nam. Đây là những cơ hội tốt mà để mình có thể mình dạy dỗ nó, và mình khuyến khích nó nên học hiểu thêm về cái cội nguồn của người dân của mình. Theo lời của ban tổ chức, mục đích của buổi lễ dỗ tổ là để giúp cho các em trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có cơ hội tìm hiểu thêm về nguồn gốc của lịch sử dân tộc Việt Nam. Cho nên chương trình của buổi lễ được tổ chức khá ngắn gọn và chương trình được điều khiển bằng song ngữ hòa hợp cùng với các tiết mục ca nhạc, thi đố vui, múa võ do các bạn trẻ trong cộng đồng thực hiện. Em Nguyễn Phạm Việt An, môn sinh của trường Võ thuật Cổ truyền Bình Định, chia sẻ về ngày giỗ tổ và mong muốn của em đối với giới trẻ hải ngoại như sau. Dạ, em là môn sinh của trường Võ thuật Tấn Nhật Bình Định, em là Tấn Nhật Việt An. An, hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, và đúng ngày hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, thì trước tiên là em là một bạn trẻ, em có thể cho anh biết là em hiểu gì về vua Hùng Vương? Giống như là vua Hùng Vương là một trong những người sáng lập ra nước Văn Lang, thì nước Văn Lang hồi đó là bây gọi là nước Việt Nam, cũng là dân tộc của mình. Giống như là vua Hùng Vương như là những người có công khai sáng lập ra nước Việt Nam, nên lễ giỗ tổ Hùng Vương như là lễ giỗ tổ của tổ tiên của chúng ta. Thì hôm nay em đến đây với tâm trạng như thế nào? Thì em rất là vui và lại em rất là hứng thú để nghe những cái em nhỏ hơn em để lên thi đố vui để học, là những một phần của lễ Hùng Vương đó, rất là thú vị. Vì em có thể học được những lịch sử, những câu mà em chưa biết, và những lịch sử, những điều mới như là những trận hải chiến Hoàng Sa hoặc là những về nước Việt Nam Cộng Hòa. Vua Hùng Vương là người sáng lập cái đất nước và hiện bây giờ là nước Việt Nam. Em đang sống trên đất nước Hoa Kỳ, thì em nghĩ thử cái vua Hùng Vương tương đương với một cái vị nào ở đất nước Hoa Kỳ? Nếu em nghĩ thì là vua Hùng Vương giống như là George Washington của nước Hoa Kỳ. Tại sao em nghĩ vậy? Thì George Washington là the first president of United States, so với lại vua Hùng Vương thì là những vị vua đầu tiên của nước Việt Nam. So hai người đó là vẫn những người tài, người ta đã có công dũng cảm và đập nước, nên người ta rất là đoàn kết với nhau, nên em nghĩ là nếu mà dân tộc Việt Nam mình đoàn kết lại, mình sẽ được rất là mạnh, mình sẽ không thua nước đất nào hết, và mình cũng không sợ ai hết. Em mong muốn gì với trẻ, đặc biệt là nói về lịch sử của Việt Nam chúng ta? Em mong muốn là bây giờ là những người trẻ gì bây giờ sẽ phải biết nói tiếng Việt, về đứng nói tiếng Việt, để học được tiếng Việt thì sẽ học được lịch sử Việt Nam. Nếu học được lịch sử Việt Nam mình sẽ biết được cái tinh thần đoàn kết của tổ tiên chúng ta. Rồi nếu mà mình đoàn kết lại thì là mình sẽ rất là một cộng đồng rất là mạnh ở Mỹ, và sẽ là một đất nước rất là mạnh ở vùng Đông Nam Á, và không ai đụng được đến mình. Em nghĩ gì? Em nghĩ tầm quan trọng như thế nào là một người Việt Nam, là một người gốc Việt sống ở đất nước Hoa Kỳ mà biết về lịch sử của Việt Nam? Nó sẽ rất là quan trọng, tại vì mình sẽ phô trương cái phong tục của mình ra cho đất nước, cho những người dân của nước Mỹ như là người Hispanic hay là những người Chinese, cho người ta biết là mình là một dân tộc rất là hùng mạnh, và mình là người Việt Nam và mình biết nói tiếng Việt, nên sẽ rất là hãnh diện về điều đó. Một trong những tiết mục khá thú vị và hấp dẫn do anh Lê Đình Long hướng dẫn chương trình đó là phần thi đố vui về lịch sử thời đại vua Hùng, với sự tham dự của các bạn trẻ trong trường Võ thuật Cổ truyền Bình Định. Bánh chưng bánh dày. Yeah. Bánh chưng liêu, bánh chưng chưng liêu. Yep. What? Let's go pick a carrot. Chưa đầy nửa đêm mà nàng đã mình gầy sát ve, thân mình dài leo nghêu, biến thành một cây leo cúng, chặt lấy cây không cành mọc bên tảng đá. Chị chào cao. Chị chào cao. Sao biết chưa? Biết câu trả lời không? Không sao. Không cho con thêm một lần nữa. Thưa quý vị, để cho các em tiếp tục câu trả lời, mình là miền Bắc, đổi thành là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và miền Nam đó là miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Hãy cùng thưa quý vị. Truyền thanh giống. Để xin con. Nước 10. Nước
đóng đô ở Phong Châu. Triều đại này được bắt đầu từ năm 2879 đến năm 258 trước Tây lịch. Tính luôn Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân là có tất cả là 20 đời vua. Cái này là nước, này là nước nào? Sau khi em trả lời phải có chữ câu nước ở trong đó. Nước Văn Lang. Dạ đúng. Một số bạn trẻ có mặt trong buổi giỗ tổ hôm nay chia sẻ với chúng tôi như sau. Dạ, vua Hùng Vương là người lập nước Việt Nam. Và mấy tụi em tới đây để mà tưởng niệm vua Hùng Vương. Và nếu không có vua Hùng Vương thì mấy tụi em sẽ không có ngày hôm nay. Với lại võ em có biểu diễn nên em tới để mà biểu diễn cho cộng đồng. I think it's important for us to remember our culture and remember our ancestors, because in this time of America, it's hard to get a grasp on that culture, especially with all the different people around us. It's the common struggle of a Vietnamese American kid, especially if you're first generation of America. You're having a clash between the culture of America, but like also the culture of your parents who are trying to teach you as well. It makes you wonder if you really are Vietnamese, especially when you're surrounded by things that aren't really considered the homeland. Con thấy hơi lo chút. Tại vì phải cần biểu diễn được kia. Thứ hai là con thấy thấy hơi vui, tại vì bữa nay là ngày quan trọng của nước Việt Nam. Con hãnh diện là người Việt Nam và con rồng cháu tiên. Tiết mục ca nhạc với bài nhạc Em Là Ai do giáo sư Trần Thành sáng tác được trình diễn tuyệt vời qua sự trình bày nhạc cụ và lời của ba chị em trong gia đình của em Emily, Evelyn và Evan Trần từ trường Việt ngữ St. Benedict thực hiện. Gửi đến giới trẻ những kiến thức về lịch sử Việt Nam, ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Massachusetts cho biết. Cái mong ước của mình nó rất là đơn giản, mình chỉ mong mọi người đến tề tụ với nhau. Chúng mình trong ban tổ chức ráng làm sao mà cái chương trình nó song ngữ để cho các em hiểu. Tại vì những cái chương trình này chúng tôi làm không phải là cho người lớn, mà làm cho giới trẻ sinh ra và lớn lên ở đây để họ hiểu được cái dân tộc tính cội nguồn của mình. Cho nên vì cái chỗ đó chúng tôi làm chương trình ngắn gọn, ngay cả những cái ca hát chúng tôi không có nhiều nữa, chỉ cái phần hoạt cảnh đố vui để học những cái gì có dính líu về lịch sử và văn hóa của mình thôi. Chương trình tường thuật cho đài P10 từ thành phố Dorchester xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Bạn đã du hành khắp nơi trong nước Mỹ, bạn đã đến Connecticut chưa? Hãy nhanh chóng đến với Mohegan Sun rực rỡ, sôi động để tận hưởng thế giới giải trí hạng nhất. Do thẻ Momentum, kỳ tích đã diễn ra hàng ngày tại nơi đây.
Mohegan Sun, thiên đường hạnh phúc vô tận, may mắn tràn đầy. Hãy đến giải trí và nhận những quà tặng giá trị từ Mohegan Sun. Mọi chi tiết xin liên lạc Asian Headline, số điện thoại 877-999-9977. Quý vị muốn có một nhan sắc hoàn hảo, làn da mịn màng, hãy tham khảo với bác sĩ Quang Lê và chuyên viên laser Ngọc Trang Lê, chuyên sử dụng Botox, xóa nhăn da và căng da mặt tay và môi bằng chất độn tự nhiên Juvederm, Restylane và Redesi qua những thủ thuật hiệu nghiệm và nhanh chóng. Trong vòng 15 phút sẽ kéo lại ít nhất 10 đến 15 tuổi cho quý vị. Với những máy laser tối tân Q-Switch và CO2, chuyên trị nám, tàn nhang, bẩm sinh chàm, xóa mụn ruồi, mụn mỡ, mụn da, xóa xăm, sẹo nhỏ. Đặc biệt có kỹ thuật dùng huyết thanh kết hợp kim cực nhỏ PRP, đại lý độc quyền kem Restylane chứa thành phần chất làm căng da mặt và độc quyền kem dưỡng da Obagi làm tại Hoa Kỳ. Tôi có tới Ngọc Medical Spa để chữa tàn nhang ở hai bàn tay. Tôi đã có hai bàn tay trắng trở lại chỉ sau một lần chữa trị. Nhà hàng Trí Seafood có nhiều thực phẩm tươi sống đến từ Alaska, Seattle, Canada, đặc biệt cua hoàng đế từ 3 đến 10 pound, cua Canada, cua lột, ốc quý phi, ốc bồi vôi và nhiều loại hải sản tươi sống. Có đầy đủ các món ăn Việt Nam và các món lẩu, phục vụ sáng, trưa, chiều và tối. Hãy đến với Trí Seafood để thưởng thức một bữa ăn khó quên tại Trí Seafood, nhận delivery khắp nơi trong thành phố Rochester. Nếu không may bạn gặp tai nạn giao thông, hãy đến ngay cho bác sĩ Hàng Thanh Lâm khám và điều trị, đừng để nguy hiểm về sau. Ở đây sẽ giúp bạn làm giấy tờ từ A tới Z, dù lỗi hay phải. Ở đây nhận tất cả các bảo hiểm xe, Blue Cross, Blue Shield, Medicare và hầu hết các bảo hiểm khác. Và ở đây có chăm cứu với thạc sĩ Nương Ai Phan. Bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ Hàng Thanh Lâm 617-282-2922 tại 990 Rochester Avenue, Rochester, MA 02125. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Rochester trong khu phố Việt Nam. Đến với Chris My Dental, văn phòng nha sĩ Anh Phi Nguyễn tọa lạc trên số 235 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chúng tôi là văn phòng nha khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em với đầy đủ các dịch vụ trồng răng, lấy gân máu, niềng răng và mọi dịch vụ nha khoa. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dịch vụ thẩm mỹ như căng da mặt, làm mất nếp nhăn với các thiết bị và máy móc tối tân. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, đảm bảo quý vị sẽ hài lòng khi đến với Chris My Dental. Mọi chi tiết xin liên lạc nha sĩ Anh Phi Nguyễn qua số 617-479-8400. Hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Ơi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2 tới 3 lẻ, tọa lạc trên số 1052 Rochester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, ba lẻ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi. Chúng tôi nhận đặt tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng. Đến với ba lẻ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì ba lẻ số 1052 Rochester, số phone 617-265-7171. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Rochester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của đài. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như các chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà www.sbtnboston.com. Chúc Như xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình SBTN Boston kỳ tới.